Có khi nào bạn từng cảm giác rối và tâm sự với người mình tin tưởng nhưng người ta lại nói với bạn rằng chuyện bình thường thôi mà? Hay sao cậu cứ làm mọi chuyện quá lên thế chưa? Và sau đó, bạn sẽ dành cả ngày để suy nghĩ, cả đêm không ngủ vì trăn trở điều người ta nói. Nếu bạn thường xuyên như thế, có thể bạn là một người overthinking đó. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Tina. Hãy like và đăng ký kênh để lắng nghe câu chuyện của tôi nhé. Cách đây 3 tháng, tôi mới vừa chia tay mối tình thứ hai. Nhưng đến hiện tại, tôi vẫn đang mắc kẹt trong ký ức không mấy vui với người yêu cũ. Chúng tôi chia tay vì những mâu thuẫn không thể giải quyết nên cãi nhau kịch liệt. Cho đến bây giờ, tôi vẫn suy nghĩ ai đúng ai sai. Dạo này anh hay về muộn, cũng ít có thời gian dành cho em. Em hỏi thì anh không trả lời. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Em đang chất vấn anh sao? Anh là người yêu hay là tội phạm chứ? Em có biết làm thế khiến anh mệt mỏi lắm không hả? Nếu anh không muốn phải mệt mỏi, thế thì trả lời em rõ ràng đi. Việc anh lảng tránh câu hỏi, bắt em phải suy đoán, cũng khiến em mệt mỏi lắm chứ. Em tự suy diễn, rồi áp đặt điều em nghĩ lên anh, khiến anh áp lực không thở nổi. Chia tay đi. Người đầu tiên tôi quen, anh ta chia tay tôi bởi vì cảm thấy tôi không quan tâm nhiều đến anh ấy. Rút kinh nghiệm từ sự tan vỡ lần đầu, tôi dành nhiều sự quan tâm cho người thứ hai. Anh ta thấy áp lực vì điều đó. Không ngờ sau đó, lại phát hiện người yêu cũ kỷ niệm 3 tháng yêu nhau với người yêu mới. Thật nực cười. Tôi dù bị lừa dối, nhưng càng suy nghĩ, tôi lại càng thấy là do mình không tốt nên người yêu mới ngoại tình. Hiện tại, tôi đang tham dự một buổi hội thảo về môi trường mà trường tổ chức. Nhưng đầu óc lại vô thức nghĩ về chuyện lúc xưa. Bất ngờ, một nam sinh ngồi kế bên lay tay tôi. Này, giáo sư gọi cậu trả lời câu hỏi kìa. Hả? Câu hỏi gì? Sau khi dự hội thảo này, bạn có muốn tham gia vào nhóm tình nguyện vì môi trường thành phố không? Tôi tự tin đứng lên dõng dạc trả lời câu hỏi của giáo sư. Dĩ nhiên là tôi sẽ tham gia. Tôi hy vọng mình có thể đóng góp công sức để giúp thành phố sạch đẹp hơn. Để cảm ơn Eric, chàng trai đã giúp mình, tôi đề nghị mời cậu ta một cốc cà phê. Thế là sau hôm đó, chúng tôi trở thành bạn của nhau. Tôi và Eric cùng là thành viên trong nhóm tình nguyện vì môi trường. Không chỉ thế, mỗi tối, chúng tôi đều nhắn tin trò chuyện với nhau. Ngày nào ở trường không gặp được Eric, tôi lại thấy trống rỗng vô cùng. Quen nhau được 2 tháng, tôi nhận thấy Eric ngày càng quan tâm đến mình như kiểu chăm sóc cho người yêu ấy. Cậu ấy thường xuyên đưa đón tôi đi làm tình nguyện, dành làm việc nặng giúp tôi. Hôm nay nhóm chúng tôi đi nhặt rác ở bờ biển. Eric đã chuẩn bị sẵn chiếc mũ tán rộng và mua cho tôi loại nước mà tôi yêu thích. Này Eric, cậu nhiệt tình với mình thế này, người khác nói tụi mình là người yêu đấy. Thật sao? Thế thì tốt quá. Tốt cái gì chứ? Tụi mình đâu phải người yêu đâu. Vậy thì giờ tụi mình yêu nhau đi. Cậu đang đùa hay thật đấy? Mình không đùa đâu. Từ lúc gặp cậu ở buổi hội thảo, dáng vẻ cậu ngẩn ngơ rất dễ thương nên mình đã để ý cậu rồi. Cậu thì sao? Có thích mình không? Mình cũng thích cậu. Tình yêu đến với tôi quá nhanh nên đến bây giờ tôi vẫn nghĩ đây chỉ là mơ. Tình yêu của chúng tôi rất tốt đẹp cho đến khi tôi lên thư viện trường tìm sách. Không may đụng phải cô nàng Maris, mọi chuyện bắt đầu xáo trộn. Cô ấy là nàng búp bê nhỏ được rất nhiều nam sinh trong trường yêu mến. Thế nên khi vô tình đụng phải, tôi lập tức nhận lỗi để không bị người khác dòm ngó. Mình xin lỗi, bạn không sao chứ? Cẩn thận chứ, suýt nữa làm rơi chiếc điện thoại mắc tiền của tôi rồi, chị không để nổi đâu. Mấy thanh niên ở gần đó thấy vậy, hùa theo Maris chỉ trích tôi. Mắt cô để chân trời hay sao mà không nhìn thấy Maris vậy? Dù là cả hai cùng va vào nhau, nhưng Maris lại được mọi người bảo vệ, khiến tôi vô cùng tổn thương. Tôi cúi gằm mặt, bối rối ngồi xuống nhặt tài liệu bị rơi do va chạm. Vóc dáng của tôi cao lớn, gần 5,8 feet, còn cô ấy thì chỉ tầm 5,08 feet. Tôi trông như người khổng lồ nên chẳng dễ thương chút nào cả. Bất ngờ, Eric xuất hiện đến nhặt giúp tôi tài liệu. Tôi thì lại thấy do Maris mải bấm điện thoại nên đâm vào Tina. Mấy cậu đừng có bênh người vô lý thế chứ. Eric, cô gái này là ai thế? Tại sao anh lại bênh vực cô ấy mà không giúp em? Em có bị làm sao đâu. Hơn nữa, đây cũng là lỗi của em mà. Khuôn mặt Maris tối sầm lại. Tôi không biết giữa hai người họ có mối quan hệ gì mà Maris lại thân thiện với Eric như thế. Đáng lẽ tôi mới là người ghen tị, nhưng thấy cô ấy đang nhìn mình với ánh mắt trách móc. Tôi quay sang rủ Eric đi ăn trưa thì Maris bất ngờ chen ngang. Cô ấy xen giữa hai bọn tôi, còn cố tình đẩy tôi ra xa nữa. Eric, đây là bạn của anh hả? Sao em không biết? Eric bực bội đẩy Maris ra, kéo tôi lại sát anh ấy, rồi nắm tay tôi thật chặt. Maris, đây là người yêu mới của anh.
mong em hãy giữ khoảng cách. Thì ra, hai người bọn họ từng là người yêu của nhau. Tôi chưa từng nghe Eric kể chuyện về người yêu cũ, nhưng hành động dứt khoát của Eric khiến tôi vô cùng yên tâm về anh ấy, nên cũng không tìm hiểu sâu về họ. Nhưng nhanh sau đó, sự thất bại từ hai mối tình khiến tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tôi sợ mình không đủ năng lực để giữ người yêu, nên đem mình và Maris lên một bàn cân để so sánh. Maris nhỏ bé, xinh đẹp, mình thì cao lớn, nhan sắc cũng bình thường. Eric yêu mình vì điều gì nhỉ? Con trai ai cũng thích các cô gái nhỏ bé để được che chở. Mình chán ghét cái chiều cao của mình. Người yêu cũ từng bảo mình quá cao, hai người đứng cạnh cứ như chị em. Không biết Eric có nghĩ thế không nhỉ? Những suy nghĩ tiêu cực vây lấy tâm trí làm cho tôi không thể nào vui vẻ nổi. Từ khi biết Maris là người yêu cũ của Eric, tôi luôn cố gắng chăm sóc ngoại hình. Từng cử chỉ, hành động, lời nói của Eric tôi đều ghi nhớ rất rõ, nên bất kỳ sự thay đổi nhỏ nào của anh ấy tôi đều lo lắng. Đơn giản như mỗi tối, Eric sẽ đều chụp ảnh bữa tối của anh ấy cho tôi xem. Nhưng một hôm, anh ấy không làm như vậy nữa. Hôm nay anh ấy không gửi ảnh. Eric không yêu mình nữa sao? Hay anh ấy gặp chuyện rồi? Có khi nào anh ấy đang đi ăn với cô gái khác nên không dám chụp ảnh cho mình? Tôi không chỉ hay nghĩ mà còn tiêu cực quá mức về mọi thứ, dù là chuyện đã xảy ra hay chuyện chưa xảy ra. Chính vì vậy, tôi rất hay buồn, hay dỗi Eric vì những chuyện mà đối với người khác là chả có gì mà cũng làm quá lên. Tôi thường xuyên nhắn tin, gọi điện thoại cho Eric. Bất cứ khi nào anh ấy không trả lời, đầu óc tôi sẽ xuất hiện vô vàn những viễn cảnh tồi tệ. Sự nhạy cảm đó khiến tôi thường xuyên khóc. Eric biết tôi là người hay nghĩ tiêu cực, thế nên đi đâu, làm gì cũng đều chủ động báo cho tôi biết. Ngày mai anh bận cả ngày, không có thời gian dùng điện thoại đâu nha. Khuya về rảnh, anh sẽ gọi cho em. Làm việc gì mà lại cả ngày không có thời gian rảnh được? Anh giấu em làm chuyện gì mờ ám đúng không? Em lại thế nữa rồi. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, anh không giống như người yêu cũ gạt em đâu. Thôi nào, đừng nghĩ lung tung nữa. Dù Eric đã an ủi, nhưng trong quá khứ, người yêu cũ của tôi cũng làm như thế. Sau đó vẫn là sự phản bội, rồi bắt đầu lo lắng. Tôi tưởng tượng cảnh Eric cũng sẽ làm điều tương tự như vậy với tôi. Tôi đã rất cố gắng để kiểm soát suy nghĩ của bản thân, để cho Eric không phải lo lắng nhiều. Nhưng Maris lại cứ xuất hiện, khiến tôi không thể nào khá lên nổi. Tôi thậm chí bắt Eric chặn tài khoản của Maris, đổi số điện thoại mới để tránh bị cô ta quấy rầy. Ngày diễn ra bữa tiệc sinh nhật của Eric, tôi vô cùng bất ngờ vì Maris cũng đến. Thấy tôi, cô nàng không vui thấy rõ, nhưng vẫn giả vờ vui vẻ bắt chuyện. Em thấy dạo này Eric ít cười. Hình như ở cạnh chị, anh ấy không vui thì phải. Maris, anh không nhớ đã mời em. Nhưng nếu đã đến, thì hãy giữ lịch sự. Nếu là tôi, thì tôi sẽ tìm cái hố mà trôi xuống rồi. Thế nhưng Maris lại mặt dày không thể tưởng. Cô nàng cứ lẽo đẽo đi theo Eric. Ngay cả khi tôi khó chịu kéo Maris ra, cô ấy vẫn bám như cái đuôi ấy. Sau khi mọi người hát chúc mừng sinh nhật Eric, Maris cố tình làm đổ nước ép lên người tôi, khiến tôi phải đi vào nhà vệ sinh lau sạch. Cô ta cũng đi theo sau, ngang ngược khiêu khích tôi. Chị đừng tưởng là Eric thích chị thật. Anh ấy chỉ đang lợi dụng chị để kéo tôi về thôi. Cô lấy đâu ra tự tin đó thế? 3 ngày trước, Eric đã đến gặp tôi, tâm sự rất nhiều. Để tôi mở video cho cô xem. Maris, anh thực sự rất yêu em. Anh đã cố tìm mọi cách để quên em, nhưng không làm được. Xin em hãy về bên anh. Xem xong đoạn video, tôi thất thần ngồi trong nhà vệ sinh một lúc lâu. Tôi chắc chắn những thứ trong video là sự thật, bởi vì chiếc áo len mà Eric mặc lúc đó, chính tay tôi đã đan nó. Lúc trở ra, tôi lại bắt gặp cảnh Maris ôm cổ và hôn môi Eric. Nhìn bọn họ hôn nhau thắm thiết, tôi không thở nổi, lập tức chạy khỏi nơi đó. Một lát sau, Eric đuổi kịp tôi, anh ấy giữ tay tôi lại. Tại sao em lại bỏ đi? Em không được tin vào điều em thấy ban nãy, là Maris đã chủ động hôn anh. Anh đã đuổi cô ta đi rồi. Nếu anh dứt khoát hoàn toàn thì đã không xảy ra chuyện đó. Anh phải tạo cơ hội thì cô ta mới làm như thế chứ. Em nói vậy là lâu nay vẫn nghi ngờ về tình cảm của anh sao? Anh vẫn còn tiếp tục lừa dối em. Anh nghĩ mình nên dừng lại ở đây. Eric vừa dứt lời, nước mắt tôi liền tuôn trào, không có cách nào dừng lại. Nhưng lần này anh ấy không dỗ dành tôi nữa. Tôi tức giận, vừa đi vừa khóc. Rõ ràng người sai là Eric, nhưng anh ấy lại đổ lỗi cho niềm tin của tôi. Tôi không biết mình đi đâu. Khi tỉnh ra thì thấy mình đang lang thang trên một cây cầu. Vô tình, tôi bắt gặp một cô gái đang trèo qua lan can.
có ý định nhảy xuống sông. Tôi nhanh chân chạy đến, tóm lấy cô ấy, kéo vào trong. Bình tĩnh nào! Cô ấy khóc lớn, liên tục đập mạnh vào người tôi. Tôi cố gắng chịu đựng để chờ cô ấy bình tĩnh lại. Chị ổn hơn chưa? Có chuyện gì? Hãy tâm sự với em. Bố mẹ của chị đã qua đời. Ngoài bạn trai, chị không còn ai có thể tin cậy. Thế nhưng, anh ấy bảo ở cạnh chị khiến anh ấy rất mệt mỏi. Không ai yêu thương, chị sống có ý nghĩa gì? Rồi sẽ có người yêu thương chị thôi mà. Chia ly, ai cũng phải trải qua thôi. Chị phải nghĩ tích cực lên. Nói xong câu đó, tôi giật mình nhận ra mỗi khi mình gặp vấn đề và muốn tâm sự với ai đó, người ta sẽ an ủi tôi y hệt thế này. Cách cổ vũ đó không khiến tôi cảm thấy khá hơn mà lại càng tệ thêm. Tôi sẽ thấy mình quá yếu đuối, quá kém cỏi. Tôi không được mạnh mẽ như mọi người. Tôi vội vàng ôm lấy chị gái ấy. Không sao đâu, buồn cứ khóc nữa đi chị. Rồi chúng ta sẽ cùng tìm cách vượt qua. Vì sợ chị ấy lại làm chuyện dại dột, tôi đưa chị ấy về ở chung với mình. Mấy ngày sống chung với chị ấy, tôi cảm thấy vô cùng đau đầu. Chứng overthinking của chị Sienna rất nặng, đến nỗi dẫn tới trầm cảm, nên mới khiến chị ấy có ý định từ bỏ cuộc sống. Do đó, mỗi câu nói hay hành động tôi làm đều vô cùng cẩn trọng. Nhiều lúc tôi thấy chị ấy ngồi bần thần bên cửa sổ rồi lại ôm mặt khóc, tâm trạng của tôi cũng nặng nề theo. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu cảm giác của người khác. Những người overthinking như chúng ta không chỉ tự làm khổ bản thân mình mà khiến những người xung quanh vô cùng mệt mỏi. Chị không muốn sống tiêu cực thế này mãi nhưng cũng không biết cách nào để thoát ra cả. Điều chị Senia nói, tôi cũng nghĩ rất nhiều lần. Thực ra, overthinking không hẳn là quá xấu. Tôi được ban cho sự nhạy cảm hơn người nên dễ dàng đồng cảm với người khác. Thế nên, thay vì tìm cách ép mình ngừng suy nghĩ, tôi sẽ tập suy nghĩ một cách lý trí. Tôi viết ra một danh sách những điều khiến mình trăn trở và phân tích nên hay không nên làm gì. 1. Vết thương mà người yêu cũ để lại. Nó ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Tôi không thể quay lại quá khứ để ngăn chặn. Vậy hãy xem nó là một trải nghiệm tôi, đánh giá một sao và đừng bao giờ quay trở lại. 2. Tôi và Maris, ai tốt hơn? Người yêu mến tôi thật lòng chắc chắn sẽ không vì Maris xinh đẹp hơn mà bỏ rơi tôi. Cứ là chính mình là điều tốt nhất. 3. Tôi còn yêu Eric, phải làm thế nào đây? Còn phải nghĩ nữa sao? Dĩ nhiên, người ta đã phản bội mình, phải tập quên thôi. Từ giờ, nếu việc nào có thể giải quyết, tôi sẽ tìm cách để làm. Nếu không, tôi sẽ từ bỏ, không nghĩ thêm nữa. Đương nhiên, tôi vẫn không thể tốt lên ngay lập tức. Nhưng cách này giảm bớt việc phải suy nghĩ lung tung, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tôi cùng chị Senia chạy bộ mỗi sáng, tâm sự mỗi đêm, và mỗi ngày đều viết những chuyện không vui để tìm cách giải quyết hoặc từ bỏ. Mất mấy ngày để ổn định tâm trạng, tôi đi học lại thì vô tình gặp Maris đang ôm hôn thân mật với một anh chàng tóc nâu. Kỳ lạ, không phải Maris đang quen Eric hay sao? Không lẽ mới vài ngày đã lại chia tay? Tôi tò mò theo dõi Maris, không ngờ nghe được bí mật động trời. Tại sao anh lại nghĩ ra cách đóng giả Eric đến cầu xin em để chia rẽ họ thế? Anh yêu em à? Vì em, anh sẵn sàng làm mọi thứ. Miễn việc Eric đau khổ làm em vui, anh chấp nhận làm bạn tôi. Không thể tin, anh là bạn thân của Eric đấy. Biết được sự thật, tôi vội vã chạy đi tìm Eric để xin lỗi. Thế nhưng khi thấy tôi, anh lại tỏ ra làm ngơ. Cũng đúng thôi, tôi đã mắc một lỗi lầm cực lớn, đem vết thương trong quá khứ để nhìn nhận và phán xét việc xảy ra ở hiện tại. Nếu tôi bình tĩnh và sáng suốt suy xét, tôi đã không khiến Eric tổn thương. Eric, em biết sai rồi, anh tha thứ cho em được không? Eric vẫn lặng thinh, quay mặt lại với tôi. Người bạn của anh ấy thấy vậy, bỗng lấy điện thoại mở cho tôi xem một đoạn video. Đó là cảnh diễn ra trong ngày sinh nhật của Eric. Đúng như Eric kể, Maris đã chủ động nhảy lên ôm cổ Eric và hôn. Nhưng Eric tức giận, đẩy Maris khỏi người của mình. Anh ấy lấy khăn ướt trên bàn, lau chỗ Maris vừa hôn. Em có thôi ngay không? Chúng ta đã chia tay rồi mà. Anh đừng đùa nữa mà, anh chỉ đang thử thách tình yêu của em thôi. Anh không đùa. Đừng nói là anh thích Tina thật nhá. Cô ta cái gì cũng không bằng em, sao có thể được chứ? Tina biết nghĩ cho người khác hơn em đấy. Cô ấy cho dù bản thân có chịu thiệt thòi cũng sợ người khác buồn. Thế nên anh rất yêu Tina, anh muốn được bảo vệ cô gái đó. Những lời chân thành của Eric đã phá tan bức tường phòng vệ của tôi. Tôi bất ngờ ôm chặt Eric từ phía sau lưng. Em rất yêu anh, em muốn được anh bảo vệ có được không? Sau này không được nghi ngờ anh nữa nha. Em hứa. Khoảnh khắc này tôi nhận ra không ai khác
Chỉ có Eric luôn kiên nhẫn ở bên, tạo cho tôi cảm giác an toàn. Anh ấy dùng sự dịu dàng của mình giúp tôi chữa lành vết thương từ quá khứ. Sau chuyện này, tôi chỉ mong những người đang bị overthinking hãy cố gắng tự mình vượt qua khó khăn. Tâm trí là của bạn, hãy làm chủ suy nghĩ của mình.